Trên này cây dăm bụt nha các bạn, dăm bụt miền Nam á, dăm bụt kiểu lồng đèn á, nó trổ, nó rủ rủ người xuống á, dăm bụt miền Nam. Dăm bụt này làm bờ rào nè, cái cục này bự lắm, cái cục này nãy mình đo là 83, 83, 85 á. Còn cái chiều cao này là 76, chiều cao cái cây cao nhất nè, cây cao nhất này là 76 này, này lú tược. Cây dăm bụt cỡ vậy là cũng bự lắm đó nha các bạn. Cái này chắc gãy phôi, nếu gãy gãy phôi này nó nặng quá. Dăm bụt nó khó chết lắm nha, nhưng mà dăm cành vẫn sống. Nhưng mà kiếm được cây lớn, phùm lớn ít. Cây này bự lắm. Ngồi xa chỗ này rồi. Chỗ này chật quá. So với cái nước này hả? Lâu quá không bán dăm bụt, lâu lâu xuất hiện, hồi xưa mình bán dăm bụt nhiều, giờ là không có nữa rồi. Nhà máy phơm lớn giờ hết hết, người ta cũng khai thác hết rồi. Cây dăm bụt các bạn, dăm bụt này ngoài Hà Nội chơi cũng nhiều lắm. Nhưng mà cây dăm bụt Hà Nội là nó cái bông nó khác, lá nó cũng khác nha bạn, cái thân nó hơi giống giống rồi chứ nó khác tí xíu nha. Cái này dăm bụt miền Nam nha. Còn dăm bụt Thái là khác nữa nha bạn, dăm bụt Thái cái bông nó trổ như bông hồng nó khác, còn dăm bụt này chưa, dăm bụt lồng đèn. Dăm bụt nha mày.